Tổ chức Y tế Thế giới WTO đã chỉ ra số liệu đáng báo động về chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam nằm trong top 4 nước có chiều cao thấp nhất thế giới. Cụ thể đứng vị trí thứ 4, ở độ tuổi trưởng thành của nam giới chỉ đạt 163,7cm, còn nữ giới đạt 153cm. Hormone tăng trưởng có tầm quan trọng rất lớn giúp bạn có được chiều cao lý tưởng. Hormone tăng trưởng được sản sinh ra bởi tuyến yên. Tuyến yên là một tuyến nội tiết có kích thước 0,5g bằng hạt đậu nằm ở trên não. Đây là thành phần quan trọng nhất của cơ thể vì nó điều tiết sự tăng trưởng và kiểm soát hoạt động của xương, cơ và các cơ quan trong cơ thể. Tuyến yên sẽ hoạt động không tốt nếu như chế độ dinh dưỡng hàng ngày không cung cấp đủ. Ít luyện tập thể dục thể thao, ngủ không đủ giấc hoặc không sâu đều kìm hãm sự tiết ra hormone tăng trưởng. Vì vậy, những người thấp lùn thường do thủy trước tuyến yên sản xuất hormone tăng trưởng cung không đủ cầu. Sụn tiếp hợp hay còn gọi là sụn tăng trưởng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Con người cao lên nhờ sự phát triển của sụn tiếp hợp. Đó là một loại sụn tăng trưởng giúp phát triển chiều dài của xương. Khi lớn lên, lớp sụn cũ sẽ bị canxi hóa, vôi hóa. Thay vào đó là lớp sụn mới. Các lớp sụn mới này sẽ bổ sung dần vào chiều dài của xương và làm chúng ta cao lên. Loại sụn này nằm giữa các đầu xương và phát triển mạnh nhất ở 3 vùng: đầu gối, đầu trên xương cánh tay và cẳng tay. Khi phát triển đến một độ tuổi nào đó thì vùng sụn này sẽ không còn nữa, đồng thời chiều cao sẽ ngừng tăng, cụ thể là đến 25 tuổi. Một số nguyên nhân phổ biến hiện nay khiến bạn chậm phát triển chiều cao hơn so với những người bạn cùng trang lứa đó là gen di truyền. Đây là yếu tố đầu tiên. Gen di truyền ảnh hưởng đến 23% chiều cao của trẻ. Ngoài ra còn có các yếu tố khác chiếm đến 77%, đó chính là dinh dưỡng là yếu tố chiếm đến 32% trong việc phát triển chiều cao. Vì vậy, nếu bạn không cung cấp đủ canxi, magie và vitamin D sẽ khiến cơ thể không cao lớn được. Hệ tiêu hóa không tốt khiến cơ thể trẻ không hấp thu và mất hàm lượng protein và các dưỡng chất cần thiết, cản trở sự phát triển của chiều cao. Ngoài ra, stress căng thẳng làm ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng. Căng thẳng gây mất ngủ không tốt cho quá trình phát triển chiều cao của bạn. Bạn vẫn có cơ hội phát triển chiều cao so với bạn bè. Để làm được điều này, bạn cần phải có mục tiêu như sau. Thứ nhất, bổ sung canxi và các vitamin cần thiết giúp sụn xương phát triển. Thứ hai, tăng cường điều tiết hormone sinh trưởng. Thứ ba, sản sinh collagen tăng tính đàn hồi và dẻo dai của xương. Và cuối cùng là giúp giấc ngủ ngon sâu, hấp thu tối đa dưỡng chất. Bí quyết tôi muốn giới thiệu đến bạn đã được kiểm định chặt chẽ, đó là bộ đôi thuốc dược thảo Biloca với các thành phần dược thảo giúp xương chắc khỏe BioSeal Bone Mineralizer Matrix với thành phần từ vitamin C có tác dụng làm cho xương và răng chắc khỏe, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của các bộ phận này. Vitamin C rất giàu chất chống oxy hóa, gia tăng khả năng phát triển của cơ thể trong giai đoạn tăng trưởng. Vitamin D3 đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu của xương, giữ vai trò điều tiết nồng độ, tăng hấp thu canxi và phốt pho, tham gia vào quá trình chuyển hóa canxi tăng trưởng ở mô sụn. Vitamin K1 giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa canxi, tăng khả năng chuyển đổi và hấp thụ canxi ở xương. Vitamin K2 giúp vận chuyển tối đa lượng canxi từ máu vào xương, tăng sinh collagen giúp xương chắc khỏe, dẻo dai và đàn hồi tốt. Vitamin B6 cho phép tủy xương sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, thúc đẩy tăng trưởng trong cơ thể, đặc biệt là sự tăng trưởng của xương. Acid folic là chất cần thiết góp phần tạo hồng cầu bình thường khỏe mạnh và ảnh hưởng đến sự tổng hợp DNA, giúp trẻ đạt được chiều cao theo gen di truyền. Canxi tạo nên cấu trúc xương và duy trì hệ thống xương luôn ổn định. Đồng thời, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt hóa enzyme của quá trình tăng trưởng. Thành phần từ magie là hoạt chất rất cần thiết cho khung xương chắc khỏe và liên kết, đồng thời tăng khả năng miễn dịch. Lysine giúp hấp thụ lượng canxi được tốt nhất, ngăn ngừa sự bài tiết của canxi ra ngoài cơ thể, đảm bảo sự hình thành sụn xương, mô liên kết và collagen, vì vậy giúp tăng chiều cao, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống chọi được các loại bệnh tật. Dược thảo sản sinh collagen cho mô xương sụn Bone Collagen Ultra với thành phần từ vitamin B12 có tác dụng trong việc sản xuất năng lượng từ chất béo và protein cho sự hình thành và tăng trưởng của các tế bào máu và tổng hợp DNA, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, ổn định. Vitamin K2 giúp vận chuyển canxi từ máu vào xương, đồng thời kích thích tăng lượng collagen trong xương. Nhờ đó, vitamin K2 giúp xương phát triển vừa chắc khỏe vừa dẻo dai. Silicon giúp sản sinh collagen, tạo lớp nền vững chắc cho xương phát triển ổn định và kéo giãn mà không bị loãng xương. Choline rất cần thiết để tạo ra chất béo hữu ích và đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc của màng tế bào. Hoạt chất này có tác dụng tham gia vào sự tổng hợp DNA, quyết định gen chiều cao ở trẻ. Anastor giúp tổng hợp năng lượng cho cơ thể hoạt động, giải tỏa căng thẳng, tăng khả năng nhận thức, trí nhớ, giúp trẻ ngủ ngon, hấp thu đầy đủ dưỡng chất và phát triển bình thường, góp phần giúp tăng chiều cao.
Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên. Với vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada, những nguyên liệu được gieo trồng, chăm sóc, lựa chọn rất kỹ càng. Ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA. Bộ đôi thuốc diệt thảo Biloca 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Bộ đôi thuốc dược thảo Biloca từ Mỹ sẽ giúp bạn cải thiện chiều cao chỉ sau một phác đồ với phác đồ như sau. Ở trường hợp muốn cao 1,5-2cm, sử dụng 1 liệu trình. Trường hợp muốn cao từ 3-4cm, sử dụng 2 liệu trình. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Bilora 0909-263-124 hoặc 0962-158-661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website giải pháp tăng chiều cao.com, youtube.com/BilocaTV hoặc đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 22 đường 34 phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Bilocao phát triển chiều cao vượt trội.